Kính thưa quý vị, việc Việt Nam nâng cấp không quân là một việc vô cùng cấp thiết. Bên cạnh việc duy trì quan hệ với đối tác truyền thống là Nga, Việt Nam hiện đang xem xét các lựa chọn tiêm kích hiện đại từ Mỹ, mở ra một hướng đi đầy tiềm năng. Tuy nhiên, vấn đề đáng quan tâm hơn là nhu cầu cần thiết của không quân nhân dân Việt Nam trong việc mua sắm máy bay vận tải quân sự hàng trung để thay thế và bổ sung C-295M hiện có, nhằm đảm bảo vai trò chủ lực với sức tải và tầm hoạt động vượt trội. Khi tin tức mới đây từ trang Reuters đã tiết lộ rằng Việt Nam đang đàm phán với Mỹ để mua máy bay vận tải quân sự C-130, một thương vụ có thể coi là lớn nhất kể từ khi Việt Nam bắt đầu đa dạng nguồn cung cấp vũ khí. Trước đó, thương vụ F-16 được cho là không có dấu hiệu khả quan. Trước thông tin nóng hổi này, các chuyên gia và nhiều nhà bình luận viên của Trung Quốc đã không thể làm ngơ. Họ nhanh chóng tung ra một đoạn video phân tích cho rằng Việt Nam đang mua C-130J và F-16V của Mỹ, đồng thời liên kết với Philippines để chống lại Trung Quốc. Vậy tại sao Việt Nam lại chọn C-130 và thương vụ này có triển vọng ra sao? Và vì sao Trung Quốc lại phản ứng gay gắt như vậy? Thì chúng ta cùng tìm hiểu phân tích qua video số này. Sau thông tin về việc Việt Nam và Mỹ đàm phán để mua tiêm kích F-16, mới đây Reuters lại tiết lộ một thương vụ mới đang được thảo luận giữa hai quốc gia. Tờ Reuters đã tiết lộ một thông tin rằng Việt Nam đang đàm phán với Mỹ để mua lại những chiếc máy bay vận tải quân sự C-130J. Theo Reuters, đây là thương vụ lớn nhất kể từ khi Việt Nam thể hiện mong muốn đa dạng hóa nguồn cung cấp vũ khí cho mình. Dẫn lời hai nguồn tin giấu tên, Reuters cho biết Hoa Kỳ và Việt Nam đang thảo luận về việc bán máy bay vận tải quân sự Lockheed Martin C-130J cho Việt Nam. Các nguồn tin cho biết cuộc đàm phán có thể dẫn đến một thỏa thuận cung cấp trong năm nay. Máy bay C-130J có thể chở binh lính, thiết bị quân sự và các vật tư khác, đồng thời sẽ tăng cường năng lực phòng thủ của Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng biên giới ở Biển Đông, gia tăng với Trung Quốc và các nước khác trong khu vực. Các thông tin còn cho biết Mỹ có thể cung cấp một gói hỗ trợ tài chính cho Việt Nam như một phần của hợp đồng. Một quan chức Mỹ cho biết số tiền của thỏa thuận có thể lên tới hàng chục triệu đô la trang trải chi phí bảo trì và các chi phí khác. Và trang báo này còn dẫn ra nguồn tin đó là một người thuộc phái đoàn Việt Nam cho biết cuộc đàm phán rằng mẫu máy bay đang được xem xét là C-130J, phiên bản mới nhất của loại máy bay này. Cả hai nguồn tin đều không nêu tổng chi phí hay số lượng máy bay đang được thảo luận, và cả hai đều từ chối tiết lộ danh tính vì cuộc đàm phán không được công khai. Theo thông tin từ Reuters, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Việt Nam về cung cấp vũ khí đã diễn ra liên tục trong nhiều tháng trước khi có những thay đổi lớn trong giới lãnh đạo Việt Nam. Các chuyên gia và nhà phân tích tin rằng sự thay đổi lãnh đạo này sẽ không làm thay đổi đáng kể lập trường của Việt Nam đối với các vấn đề đối ngoại và kinh tế. Cuộc thảo luận này phản ánh nỗ lực ngày càng tăng của Mỹ trong việc gia tăng ảnh hưởng với Việt Nam gần nửa thế kỷ sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, kể từ khi lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam được dỡ bỏ vào năm 2016. Xuất khẩu quốc phòng của Mỹ sang Việt Nam chủ yếu bao gồm tàu tuần duyên, máy bay huấn luyện, drone trinh sát và các thiết bị an ninh. Điều này một phần là do chi phí cao, yêu cầu chấp thuận của chính phủ Mỹ và khả năng tương thích với các thiết bị hiện có ở Việt Nam. Mặc dù chưa có xác nhận chính thức, nhưng nếu phân tích kỹ thì C-130J thực sự là một lựa chọn rất phù hợp cho không quân Việt Nam hiện tại. Thứ nhất là C-130J là loại máy bay mà không quân Việt Nam có nhiều kinh nghiệm sử dụng. Sau ngày giải phóng miền Nam, Việt Nam đã tiếp nhận 7 chiếc máy bay vận tải C-130, loại máy bay vận tải lớn nhất thời bấy giờ. Mặc dù thiếu thiết bị thay thế và gặp nhiều khó khăn, cán bộ chiến sĩ quân chủng phòng không không quân đã phát huy tinh thần sáng tạo và khả năng duy trì hoạt động những chiếc máy bay này, thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng. Ví dụ như, Việt Nam đã hoán cải hai chiếc C-130 thành máy bay ném bom phục vụ trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Tây Nam. Dù hiện nay những chiếc C-130 này không còn hoạt động, nhưng những câu chuyện về việc vận hành chúng vẫn được các cựu chiến binh kể lại với lòng tự hào. Thứ hai là C-130 đã chứng minh được năng lực của mình qua thời gian, được đưa vào sử dụng từ năm 1957. C-130 là máy bay tuabin cánh quạt 4 động cơ, có khả năng cất và hạ cánh trên các đường băng ngắn và giã chiến. Nó được trang bị hệ thống lái điện tử, hệ thống bay tự động và radar dẫn đường Doppler cùng với nhiều thiết bị điện tử tiên tiến khác.
nhiều quốc gia thế giới hiện đang biên chế C-130 trong quân đồ của mình và máy bay này đã trải qua nhiều biến thể để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau như vận chuyển vũ khí, hàng hóa, binh sĩ, tấn công cường kích, trinh sát và tác chiến điện tử. Tính đa dụng và hiệu quả của C-130 khiến nó trở thành một trong những máy bay được sử dụng lâu dài nhất trong lịch sử không quân Mỹ. Thứ ba là phiên bản nâng cấp C-130J Super Hercules được đưa vào sử dụng từ năm 1999, là phiên bản hiện đại nhất và duy nhất còn sản xuất. C-130J được trang bị động cơ AE2-100D3, cải thiện tốc độ và tầm bay với khả năng chở 92 hành khách hoặc 60 lính dù, trọng tài là 20 tấn, tốc độ là 671 km/h và tầm bay là 5.250 km. C-130J đáp ứng nhu cầu về máy bay vận tải quân sự tầm trung của Việt Nam, đặc biệt khi máy bay AN-2 và AN-26 đang dần bị loại bỏ do quá cũ kỹ. Đối tác truyền thống của Việt Nam là Nga chỉ sản xuất các máy bay hạng nặng IL-76 không phù hợp với nhu cầu của không quân Việt Nam. Mặc dù Việt Nam đã mua C-295, loại máy bay này không thể đáp ứng nhu cầu như C-130 trong việc vận tải tầm xa, thiết tế biển đảo và chuyển quân cho các lực lượng đặc biệt. Và thứ tư là Mỹ cung cấp phiên bản C-130J phù hợp với nhu cầu của không quân Việt Nam. Các phiên bản như MC-130, EC-130 và LC-130 phục vụ nhiều vai trò khác nhau, từ tuần tra biển và chống ngầm, tiếp dầu trên không đến tác chiến điện tử. Trong khi không quân nhân dân Việt Nam hiện đang thiếu các loại máy bay chống tàu ngầm và máy bay tấn công cường kích, C-130J với các biến thể hiện đại thực sự là một lựa chọn hợp lý cho nhiều mục đích. Với những tính năng, chiến thuật ưu việt và kinh nghiệm vận hành dòng máy bay này của Việt Nam, C-130J là ứng cử viên sáng giá cho không quân Việt Nam. Tuy nhiên, giá mỗi chiếc C-130J không hề rẻ. Từ năm 2017, giá niêm yết mỗi chiếc là khoảng 112 triệu USD và vào năm 2022, Không quân Hoàng gia New Zealand đã chi tới 1 tỷ USD để mua sắm chiếc C-130J với giá trung bình mỗi chiếc là khoảng 200 triệu USD. Mặc dù chi phí cao nhưng với những lợi ích mà C-130J mang lại, việc đầu tư này có thể xem là hợp lý. Hy vọng rằng trong tương lai không xa, C-130J sẽ gia nhập vào lực lượng không quân Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và lãnh hải của Tổ quốc. Vâng, đây có thể là một tin vui với Việt Nam, nhưng lại là tin không vui với Trung Quốc. Ngay sau khi biết tin Việt Nam thỏa thuận mua C-130J, thì truyền thông Trung Quốc ngay lập tức đã phản ứng khá gay gắt và có phần so sánh với những loại máy bay hiện có của mình. Và họ cho rằng Việt Nam đổi ý mua máy bay F-16 sang C-130J là vì Trung Quốc. Một chuyên gia nghiên cứu vũ khí của Trung Quốc, Pháp Hoa, đã lên video đánh giá chủ quan rằng Việt Nam liên kết với Philippines mua F-16 của Mỹ để chống Trung Quốc. Nhưng đến thời điểm then chốt lại đổi ý, tiếc muối. Cụ thể trong video này, vị chuyên gia này đã nói rằng tình hình Việt Nam thay đổi đột ngột, bất ổn về vấn đề Trung Quốc có ý định đoàn kết với Philippines can thiệp vào Biển Đông. Truyền thông Mỹ tung tin Việt Nam có kế hoạch mua máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ, máy bay chiến đấu chống lại quân đội nhân dân Việt Nam. Nhưng vào thời điểm quan trọng, Việt Nam lại lưỡng lự và lại bắt đầu hối hận. Vào khoảng thời gian nhà lãnh đạo Việt Nam qua đời, tình hình chính trị Việt Nam đột ngột thay đổi và dao động về vấn đề Trung Quốc. Không ngờ, theo báo chí nước ngoài, trước sự xúi dục của Philippines, Việt Nam và Philippines sẽ đề xuất cái gọi là lệnh trừng phạt về vấn đề Biển Đông, thách thức chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Và đồng thời, vị chuyên gia này cho rằng, theo Reuters dẫn lời, báo cáo của Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết, Việt Nam dự định mua máy bay chiến đấu F-16 Lockheed Martin để tăng cường sức mạnh cho không quân Việt Nam và chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại quân đội giải phóng nhân dân. Trên thực tế, từ những năm 2000, không quân Việt Nam đã tăng cường mạnh mẽ công tác hiện đại hóa với quân giải phóng nhân dân là kẻ thù tưởng tượng. Đặc biệt là sau khi quân đội giải phóng nhân dân và không quân quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc giới thiệu mạnh mẽ dòng máy bay chiến đấu Su-30 và Su-27 của Nga vào những năm 2000, thì không quân Việt Nam đã nhanh chóng đặt mua lô máy bay chiến đấu dòng Su-27 và Su-30 từ Nga. Kế hoạch của không quân Việt Nam khi đó là dựa vào hiệu suất tác chiến mạnh mẽ của hệ thống Flanker và bán kính tác chiến hơn 1.500 km, có thể bao phủ các đảo, bãi đá do Trung Quốc chiếm đóng để cạnh tranh với Hải quân và quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Vì vậy, Việt Nam đã mua tổng cộng 36 tiêm kích Su-30 MK2,
và 12 tiêm kích Su-27 của Nga. Tuy nhiên, với sự nhập khẩu liên tục của các tiêm kích tối tân như J-10C, J-16, J-20 của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, trong thời gian gần đây, trong nhiều năm, sức mạnh của không quân Việt Nam lại một lần nữa bị không quân Trung Quốc vượt mặt và hiện chỉ có một lữ đoàn không quân của chiến khu Nam thuộc Quân Giải phóng Nhân dân có thể hạ gục toàn bộ không quân Việt Nam. Và vị chuyên gia này còn so sánh các máy bay tiêm kích của Việt Nam và Trung Quốc. Để tiếp tục bắt kịp khoảng cách với không quân Giải phóng Nhân dân, phái đoàn Việt Nam thậm chí còn cân nhắc việc đưa máy bay chiến đấu Su-57 của Nga vào sử dụng. Tuy nhiên, với việc xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, việc đưa vào sử dụng máy bay chiến đấu do Nga sản xuất là điều không thể. Tuy nhiên, Mỹ chưa bao giờ từ bỏ kế hoạch gây rối Biển Đông và từng tiết lộ với Việt Nam rằng nước này có thể xuất khẩu máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất. Tuy nhiên, ngay cả khi Việt Nam mua máy bay chiến đấu F-16 cũng sẽ không có bất kỳ tác động nào tới Quân đội Giải phóng Nhân dân. F-16 mà Việt Nam quan tâm là mẫu F-16V xuất khẩu mới nhất của Lockheed Martin. Thực tế nó giống với mẫu F-16 mà Việt Nam quan tâm. F-16V được quân đội Đài Loan mua cùng loại vũ khí và được coi là máy bay chiến đấu tiên tiến thế hệ thứ 4,5, mạnh hơn Su-30. Loại tốt nhất của không quân Việt Nam vẫn còn khoảng cách lớn về hiệu suất so với máy bay chiến đấu tiên tiến của Quân đội Nhân dân Giải phóng. Và vị này còn đưa ra những phân tích của truyền thông nước ngoài. Việc Việt Nam mua F-16V sẽ có tác động tối thiểu đến Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Thứ nhất, hiệu suất sử dụng máy bay chiến đấu này không tốt bằng máy bay chiến đấu chủ lực mới của Quân đội Giải phóng Nhân dân. Nên việc đặt mua thêm máy bay chiến đấu dù có mua khó, chủ yếu là do ngân sách quốc phòng của Việt Nam không cao. Đơn giá của F-16V khởi điểm hơn 120 triệu USD. Đây là mức giá cao ngất ngường đối với quân đội Việt Nam. Hơn nữa, lực lượng không quân của nước này từ lâu đã sử dụng máy bay chiến đấu của Liên Xô và Nga. Máy bay Liên Xô và máy bay Mỹ có các bộ phận, thiết bị bảo trì và hệ thống hỗ trợ hậu cần hoàn toàn khác nhau. Không quân Việt Nam cần thiết lập chuỗi cung ứng mới để đảm bảo việc sử dụng F-16, bao gồm mua linh kiện, thiết lập cơ sở bảo trì và dự trữ các vật tư liên quan và chiếc F-16V. Điều thú vị là, theo báo cáo của Reuters, Việt Nam hiện đang loay hoay không biết có nên mua F-16V của Mỹ hay không. Nguyên nhân chính là họ lo ngại ảnh hưởng đến mối quan hệ thân thiết của Việt Nam với Trung Quốc, đồng thời đã đình chỉ đàm phán với Trung Quốc, Hoa Kỳ. Tuy nhiên, không quân Việt Nam quan tâm đến việc mua máy bay vận tải C-130J của quân đội Mỹ và Mỹ cũng đưa ra mức ưu đãi nhằm tiết kiệm hàng chục triệu USD chi phí bảo trì và lấy lòng Việt Nam. Tuy nhiên, truyền thông nước ngoài cho rằng dù là máy bay vận tải nhưng C-130J có thể được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau cho nhiệm vụ tự vệ và chiến đấu. Những vũ khí này bao gồm pháo 20mm gắn trên cửa ra vào và cửa sổ, cũng như các biện pháp đối phó bằng tia hồng ngoại và kim loại để chống lại các mối đe dọa tên lửa. Nó có thể được chuyển đổi thành máy bay chiến đấu trên không, tương tự như AC-130 của quân đội Mỹ, và thậm chí có thể được sử dụng với pháo và đạn dẫn đường chính xác cho các nhiệm vụ hỗ trợ trên không. Trong tương lai, nó có thể được chuyển đổi thành máy bay chiến đấu trên không để nhắm mục tiêu vào Trung Quốc, tàu cảnh sát biển và tàu đánh cá. Tuy nhiên, mối đe dọa của loại máy bay cỡ lớn này đối với Quân đội Giải phóng Nhân dân là bằng không. Loại máy bay này chỉ phát huy tác dụng khi có quyền kiểm soát trên không. Trước đây, quân đội Mỹ có thể sử dụng loại pháo hạm trên không này để hỗ trợ hoạt động trên chiến trường Việt Nam và chiến trường Iraq với sự bảo vệ ưu thế trên không. Nhưng ở Biển Đông, việc điều động các loại máy bay chiến đấu yếu kém của không quân Việt Nam lại là mục tiêu của các máy bay chiến đấu của quân đội Trung Quốc. Đây là một huân chương quân sự thực sự cho các phi công chiến đấu của quân đội Trung Quốc. Vâng, hết so sánh thì vị chuyên gia này còn vênh váo và đe dọa Việt Nam rằng nhưng việc lên một con tàu cướp biển của Mỹ và làm con tốt cho chiến dịch chống Trung Quốc của Hoa Kỳ chẳng khác nào tự chuốc lấy rắc rối. Hoa Kỳ trước đó hứa sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ cho Philippines trong cuộc chiến chống lại Trung Quốc. Tuy nhiên, chính phủ Marcos ở Philippines đang ngu ngốc nghe theo lời Mỹ và tung ra các hành động khiêu khích chống lại Trung Quốc trên Biển Đông một cách hấp tấp với sự hỗ trợ của Mỹ. Kết quả là bị Trung Quốc tấn công trực diện. Quân đội Mỹ thấy nếu tình hình không ổn thì đã bỏ chạy và sẽ không đối đầu với Trung Quốc vì lợi ích của Philippines. Còn đối với nhà cầm quyền Việt Nam, so với nhà cầm quyền Philippines ngu dốt, Việt Nam nên rút kinh nghiệm từ lịch sử về vấn đề Biển Đông. Việt Nam thường xuyên bị Quân đội Giải phóng Nhân dân trừng phạt vì những hành động khiêu khích trên Biển Đông.
năm 1974, Hải quân miền Nam Việt Nam phát động hành động khiêu khích tại quần đảo Tây Sa và bị hạm đội Quân đội Giải phóng Nhân dân đánh bại. Năm 1988, Hải quân Việt Nam phát động hành động khiêu khích chống lại Quân đội Giải phóng Nhân dân ở vùng biển Nam Sa, nhưng bị Hải quân đánh bại Quân Giải phóng Nhân dân và tiêu diệt đội hình xâm lược của Hải quân Việt Nam, sử dụng các biện pháp mạnh mẽ chống lại Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông, nhưng không đạt được mục tiêu chiến lược mà còn gây ra đòn nặng nề từ Quân đội Giải phóng Nhân dân. Có thể nói, thái độ của Trung Quốc đối với Việt Nam là rất rõ ràng, cần duy trì trọng tâm chiến lược về vấn đề Biển Đông, kiên quyết đòi độc lập, tránh bị một số thế lực bên ngoài lợi dụng. Vấn đề Biển Đông cần được đàm phán một cách hòa bình, đối thoại và giải quyết thông qua các biện pháp ngoại giao. Và nếu Việt Nam nhất quyết đi theo con đường riêng của mình và quyết tâm thông đồng với Philippines thách thức chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông với sự hỗ trợ của Mỹ hoặc thậm chí chạm đến điểm mấu chốt của Trung Quốc, thì cũng đừng trách Trung Quốc không nể tình, đó là điều không thể đoán trước. Vì hai thất bại thảm hại trước đó, nếu người Việt Nam không thực sự rút ra những bài học lịch sử, chắc chắn họ sẽ phải đối mặt với những biện pháp đối phó cứng rắn hơn từ Quân đội Giải phóng Nhân dân và cảnh sát biển. Vâng, trên đây là toàn bộ nội dung bài bình luận so sánh cũng như các phần răn đe Việt Nam của vị nghiên cứu này. Phải nói rằng, có vẻ như vị tác giả này khá vênh váo, tác giả Trung Quốc đã cố tình bóp méo lịch sử khi đề cập đến các sự kiện năm 1974 và năm 1988. Hải quân Việt Nam đã bảo vệ chủ quyền của mình một cách chính đáng và không hề có hành động khiêu khích nào. Thực tế, Trung Quốc mới là bên đã dùng vũ lực để chiếm đóng trái phép của các đảo của Việt Nam. Việc sử dụng các biện pháp mạnh mẽ chống lại Trung Quốc là quyền tự vệ chính đáng của Việt Nam và hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế. Việc Việt Nam mua sắm các loại máy bay hiện đại là quyền tự chủ và hợp pháp của quốc gia nhằm mục đích bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ. Động thái này không phải là hành động chống lại Trung Quốc, mà là một phần trong chiến lược nâng cao năng lực quốc phòng để đảm bảo an ninh quốc gia và hòa bình khu vực. Như bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào có quyền mua sắm vũ khí và trang thiết bị quân sự để bảo vệ an ninh quốc gia, việc mua máy bay chiến đấu, tàu chiến hay bất kỳ loại vũ khí nào khác đều được thực hiện dựa trên nhu cầu quốc phòng và khả năng tài chính của đất nước. Quyết định này hoàn toàn phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế và không vi phạm bất kỳ điều ước hay cam kết nào. Những phản ứng tiêu cực từ phía Trung Quốc về Việt Nam mua sắm vũ khí chỉ phản ánh sự bất an và lo ngại của họ. Trung Quốc với những hành động gây hấn và vi phạm luật pháp quốc tế trên Biển Đông thường có xu hướng có tật giật mình khi các nước láng giềng nâng cao năng lực quốc phòng. Điều này chỉ ra rằng kẻ thường xuyên đi gây hấn mới là người lo sợ trước sự chuẩn bị và quyết tâm bảo vệ chủ quyền của các quốc gia khác. Việt Nam luôn tuân thủ luật pháp quốc tế và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các vấn đề tranh chấp trên biển. Những nỗ lực của Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác quân sự với Philippines và Hoa Kỳ không phải là hành động khiêu khích mà là biện pháp tự vệ chính đáng trước những hành động gây hấn của Trung Quốc. Việt Nam không bao giờ chấp nhận con tốt như bất kỳ quốc gia nào mà luôn giữ vững lập trường độc lập, tự chủ và bảo vệ chủ quyền quốc gia một cách kiên định. Trung Quốc cần nhận ra rằng những hành động gây hấn và vi phạm pháp luật quốc tế trên Biển Đông chỉ làm tăng thêm căng thẳng và nguy cơ xung đột. Việt Nam luôn mong muốn giải quyết tranh chấp thông qua việc đàm phán hòa bình và biện pháp ngoại giao, nhưng cũng sẽ không ngần ngại bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trước bất kỳ sự đe dọa nào. Và thế giới đã nhìn thấy rõ sự thật và không bao giờ bị đánh lừa bởi những luận điểm sai lệch và thiếu khách quan từ phía Trung Quốc. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này, xin để lại dưới bình luận. Nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.